Này, hôm bữa có một số anh em yêu cầu mình quay các cái máy chụp, máy dò, máy định vị, định dạng, đủ tất cả các loại máy. Thì bữa nay mình quay anh em xem nha. Bởi vì hôm bữa giờ mấy anh ảnh yêu cầu mình đi bên xuồng á, có máy đâu bao giờ anh quay được máy được. Mấy anh nói sẽ quay ghi, quay tàu đồ hiện đại quá trời mà sao không thấy cái máy nào ở đây. Anh đâu ở bên máy được đâu, biết máy. Bữa nay quay thêm hệ thống máy, có anh chủ tàu ảnh hỗ trợ nên mình quay cái hệ thống máy cho anh em xem. Một con tàu cá tầm hiện đại nhất hiện nay nha, tàu cá đánh bắt chuyên về lưới rút đêm, khai thác cả tầm lộng và tầm khơi. Thì đây là một trong những con tàu cá mà được đánh giá là hiện đại nhất ở Việt Nam của chúng ta hiện nay. Trên tàu có cả máy quét Furuno, máy dò siêu chụp Furuno và máy định dạng, radar định dạng, định vị, đàm, tất cả các thứ, máy tổ hợp, máy đàm ngắn, đàm dài, này định vị Furuno luôn, sai tôm hàng xịn không ạ. Chủ tàu này chơi là máy chạy, là máy châm điện, là toàn bộ máy Mỹ được khui khuôn thùng hết, và các hệ thống dàn điện tử là sử dụng bằng công nghệ điện tử của hãng Furuno, một trong những cái hãng điện tử rất là uy tín và có tiếng ở Nhật. Tất cả các cái linh kiện điện tử này là được lắp ráp khuôn bóc từ bên Nhật đem về Việt Nam sử dụng thôi. Và những cái chuyến biển đầu tiên của các ngư phủ thì có cả kỹ sư của người Nhật đi theo để hỗ trợ về kỹ thuật, nhưng mà đi được 1-2 ngày là đá đít máy ảnh vô bờ, bởi vì ngư phủ cũng xài máy rất là rành. Mà anh đi chỉ phổ biến thêm những cái kiến thức mới của máy thôi, trước khi mà sử dụng những cái công nghệ điện tử như thế này thì tất cả các anh em thuyền trưởng lái tàu họ cũng đã kinh nghiệm qua rất nhiều các cái công nghệ điện tử khác của người Nhật. Ở đây có một cái mod để điều khiển từ xe nè, khi nó nằm trong cái tầm lái của chúng ta thì chúng ta không có dối lên tới bàn phím mà chúng ta điều khiển qua cái mod này luôn. Thì ở trên này nó có rất là nhiều cái chế độ dò tìm cá, tất cả các cái tầm quét, cái tầm chụp của nó, cho nên là nó giống như trên điện thoại mà có nhiều cái chế độ máy vậy á, cho nên là mỗi cái chế độ máy được cài cố định và ai phù hợp với chế độ xài nào thì anh em sẽ xài cái chế độ đó liên tục trong những năm tháng sử dụng. Chứ thật sự là những cái máy này rất là hiện đại, nhưng mà các anh em ngư phủ thì chỉ sử dụng đối với những cái phần mà chính thôi, chứ còn mà những cái công dụng phụ của tất cả các cái thiết bị điện tử này của người Nhật chúng ta không có thể nào mà rò tìm ra hết được. Các kỹ sư của người Nhật đã cài trong đây rất là nhiều các cái công dụng, những cái công dụng phụ, công dụng chính, nhưng mà anh em ngư phủ thì áp dụng hoài ba cái công dụng đơn giản để giờ tìm hỗ trợ ghé thôi. Ngoài ra các cái máy này hỗ trợ rất là nhiều chức năng. Ở đây cũng là một cái máy đàm tổ, rất là nhiều các cái máy hàng hải, máy hàng hải. Máy này nó chức năng gì ta? Liên tờ hàng hải VNF. Máy này là máy hàng hải tổng đài. Máy này thì liên hệ qua tổng đài hàng hải, khi chúng ta đi biển ra ngoài khơi á thì chúng ta có thể liên hệ các cái tổng đài trực hàng hải ở các tỉnh dọc theo duyên biển miền Trung. Còn liên hệ cả tàu hàng liên hệ cả tàu hàng luôn,
liên hệ các cái tần số của các cái tàu hàng mà khi họ đi trên cái đường ranh giới mà nơi khu vực chúng ta đang đánh lưới á, thì ở những con tàu khác mình quay cho anh em xem thì cái máy này hầu như không có nha, cái máy này hầu như không có. Riêng tàu nhà của mình cũng là một trong những con tàu gỗ cũng gọi là hiện đại nhưng mà cũng chưa được trang bị cái máy này. Anh em chỉ cài đối với những cái đàm như thế này, những cái đàm này, và cài qua tổng đài thôi, chứ cái máy này thì mình cũng lần đầu tiên thấy. Thì ở trên con tàu này nó có rất nhiều những cái trang thiết bị và mới và hiện đại thì mình chưa có kinh qua sử dụng, cho nên là mình sẽ quay lên cho những anh em đam mê biển thì vô đánh giá nhận xét thôi, chứ mình không có giải thích hết được. Ở đây có một cái bảng tắp lô rất là nhiều ký tự về điện. Mình thì không có rành về điện lắm, mình chỉ rành về nối dắp thôi. Mình nối dắp giỏi lắm, ai cũng chửi mình hết á. Mình sẽ quay tổng thể bên trong cái cabin ở một cái video riêng cho nó anh em có thể xem, nó khỏi xem một lần một cái video quá dài thì anh em sẽ bị đau đầu chóng mặt. Ở đây có một cái tủ điện của này, họ ghi những cái thông số rất là rõ ha, tủ điện đèn dụ cá nè đó. Mấy anh đi biển này mấy anh dụ giỏi lắm, dụ cá giỏi lắm. Máy phát điện 1 nè, máy phát điện 2 nè, máy phát điện 2 dụ còn giỏi hơn máy phát điện 1 nữa. Còn anh chủ tàu nè, chủ tàu dụ gái giỏi lắm. Còn mình thì mình dụ mấy em sồn sồn giỏi lắm, chọc gái dở lắm. Rất là nhiều các cái công nghệ hiện đại của người Nhật được áp dụng trên con tàu này. Hình như là cái bảng này là cái bảng tắp lô của máy cát, máy chính, máy chạy của con tàu anh em ơi. Bảng tắp lô này bằng điện tử luôn, làm rất là gọn. Mình quay cũng khá nhiều những con tàu nhưng mà ít khi có những con tàu nào mà được mình quay đầy đủ giống như là con tàu của ngày hôm nay đây. Thì giờ bữa nay là cũng là cái dịp rất là may là chủ tàu anh xuống mình sửa sang để chuẩn bị cho một cái mùa vụ năm 2020, thì mình mới nhờ ảnh đã quay lại tổng thể những cái máy anh em xem. Thì rất là nhiều anh em yêu cầu mình quay những cái máy radar định dạng rồi dò cá rồi, thì bây giờ mình quay cho anh em xem cái màn hình nó mở lên giống như cái màn hình máy tính gì thôi, chứ mình cũng không có hiểu gì hết ở trong này. Đây nữa, toàn bộ là thông số kỹ thuật này là mở lên là nó sáng trưng hết, nó biểu tượng bằng màu rất là đẹp. Đây, đây là anh chủ tàu nói là cái máy định dạng rất là nhiều. Ở đây có một cái đàm cầm tay, hình như cái đàm này là để sử dụng nói với là một số anh em ở ngoài kia, anh em ở ngồi ở đằng xe, anh em ở đằng sau. Thì ở trên tàu có bố trí các cái loa để nghe. Ở đây có một cái gương để nặng buồn nữa nè. Một con tàu quá sức là hiện đại đó. Bây giờ những cái máy nó để được anh chủ tàu anh tắt nguồn hết nha anh em đó, tắt nguồn là nó tối thui vậy nè. Còn nãy mình mở lên các cái hệ thống màu nó rất là đẹp. Đây bên trong, trước khi khởi động máy là bên trong này cái hệ thống điện của nó là chằng chịt luôn đó, anh em thấy không, rất là chằng chịt. Cho nên là đã khởi động những cái máy này là chỉ có anh chủ tàu là anh mới biết được là quán nào rẻ quán nào mắc thôi. Chỗ đây chẳng một chiếc không? Đó. Đây mình quay ông thấy chịu anh
trong này anh em xem. Rồi. Một con tàu quá ư là hiện đại. Quay tới trước tầm phía trước cho anh em xem. Mình quay lại về cái bảng tắp lô đồng hồ một xíu. Này quên đây. Nãy nó ở cái tắp lô của máy chính rồi ta. Đây. Tắp lô của máy chính đây anh em, mình có rành rành nhưng mà rành theo kiểu hơi cùi bắp một chút. Mình giờ ý thích tàu lao cho anh em xem để anh em hiểu theo kiểu tàu lao của mình luôn. Ở đây nó máy đang chạy là 6600 rpm, là 600 rpm trên 1 phút. Ký hiệu của máy nó quy định là vậy. Ở bên này có một cái đồng hồ đây, engine oil, là đồng hồ báo nhớt hay là báo dầu gì đó. Bên này có một đồng hồ là em là đồng hồ nhiệt độ mát. Mình biết một số thông từ về tiếng Anh đó như vậy. Ở đây là boost, đây là đồng hồ báo thuộc bô hay gì đó. Intake, fuel, đeo, dầu, báo dầu nữa. Fuel, nhiệt độ. Rất là nhiều các cái thông số kỹ thuật trên cái bảng tắp lô gói gọn như thế này thì những anh chủ tàu anh xài thì anh sẽ rành. Ở đây có một cái hệ thống lái, là bên này nó có ghi là lái bên trái, bên này ghi là lái bên phải. Thì đây là hệ thống lái tự động, khi mà chúng ta không muốn điều khiển con tàu, chúng ta muốn nó tự động di chuyển về cái hướng đó, hướng quỹ độ mà chúng ta có cài đặt sẵn, thì chúng ta sẽ cài lên cái hệ thống lái này thì con tàu nó sẽ tự vận hành. Giống như anh chị nào mà đã từng lái máy bay thì chúng ta sẽ biết cái hệ thống lái của cái con tàu này. Thì cái video mình quay bên trong cái buồng điện tử, hệ thống điện tử của một cái con tàu hiện đại thì cho anh em xem, đến đây mình xin được kết thúc ha. Ở đây cái video bằng lái trợ lực này rất là nhẹ, quá nhẹ luôn, nhẹ giống như xe đạp điện vậy. Rồi xin chào tạm biệt anh em nha, ai thấy hay thì đăng ký, ai thấy không hay thì thôi. Không nhất thiết gì, mình không phải như những anh em khác lên là phải năn nỉ người kia rồi mời người nọ để vào đăng ký kênh, rồi anh em thấy hay, thằng này quay hay, thằng này quay được, xem được thì anh em vào đăng ký, còn thằng này quay dở quá, nó bay xàm quá thì anh em vào chửi để thủa cái cơn giận nha anh em. Xin chào tạm biệt.